sonreído. Era un muchacho ahí, grabador, como el rápido. Todos ubicamos. Sí, sí. Yes, đây Mister Thái Lan. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yeah. สวัสดีครับ. 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 Yes. Cảm ơn. You can teach me say hello. My language. Yes. สวัสดีครับทำอะไรอยู่ Mister Thái Lan rất là dễ thương và đáng yêu mọi người. Đây. Yes. Mình sẽ đi vào phòng để cho bạn xem các thí sinh của đi contestant về năm nay. Yes. Okay, so Mister Korea. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. 안녕하세요. 안녕하세요. Indonesia. What are you? 아마가 hiện tại Đạt cùng với cả các thí sinh đang trên đường nhận sắc đeo mới. Yeah, và đang trên xe đi cùng tất cả. Yeah. Hello, xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Miss Away, CEO của Miss Sosology. My friend always support me and only concession. Thank you. Yes. Mister, ready first. Trang, Pháp mọi người. Yes, Mister Brazil. Hello. Hello, Mr. Poland. Yes. Hello. And Czech Republic. Czech Republic. Czech Republic. Yes. Thank you. Yes. Hello. Hello. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. We are from Peru. Have you been to Vietnam? I would love to. Yes. When you come to Vietnam, I will be with the guys. Yes. Please do. Yes, okay. Yes. Xin chào Việt Nam. Vietnam, this is Mr. Belgium. Yeah. Very nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Thank you very much. Xin chào. Argentina. Yeah, xin chào mọi người. Yes, hello mọi người. Và hôm nay là ngày thứ hai và thời tiết ở Ba Lan hiện tại rất là dễ chịu. Đang quay cho mọi người từng gương mặt từng thí sinh của năm nay và hy vọng tất cả mọi người hãy luôn ủng hộ Đạt cũng như tất cả các thí sinh trên hành trình. Yes. Hey, anh chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Hey there. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Say no language. Luhanded. Yes, okay. Luhanded. Yeah. I like it. Say hi. Hi. Do dance. Kyo. Hi. Xin chào Việt Nam. Yes. My fan, my family in my country, Vietnamese. Yes. Hello, everyone. This guy is amazing. Oh my God. Thank you. In Vietnam is in the better pants. Like my English. Every day. Thank you very much. Yes. Have you been to Vietnam? Have you been to Vietnam? Maybe I will go to Vietnam if you want.
Yes. Hi, I'm in there. Yeah. Say hi, Lao. It's Xin chào Lao. Xin chào Việt Nam. Yes. Và bây giờ thì sẽ phải về chỗ, tại vì chắc cũng chuẩn bị đến nơi rồi. Sorry. I took you for ice cream. Đây cho mọi người xem phong cảnh ở Ba Lan này. Đó. Đây phong cảnh Ba Lan đây. Mister Thái Lan, how do you feel good food in Vietnamese? How do you feel good food in Vietnamese? About what? Yeah, food Vietnamese. Food Vietnamese. Yes. Food Vietnamese. I don't know. Say hi everyone. Yeah, please support. Super friendly. Mr. Thái Lan very handsome. Yeah. Ông ấy ủng hộ cho tất cả các sinh trong hành trình này. Very, very handsome. Ah, that's the case. Just handsome. Very, very handsome. Yeah. And you? Really, really handsome. Okay. Yeah, okay. Food videos. Indonesia is going to get fight now. Oh, Indonesia. Very, 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 very handsome. And Korea. Oppa. Bla. Mọi người có câu hỏi gì không? Ok, đây phong cảnh ở Ba Lan đây. Thời tiết hiện tại thì chắc là khoảng 25 độ. Thời tiết rất dễ chịu mọi người ạ. Hiện tại ở bên Ba Lan thì chênh với Việt Nam 5 tiếng. Bây giờ gần 5 giờ chiều thì ở bên Việt Nam chắc là gần 10 giờ tối. Ngày nay thì tất cả các thí sinh có lịch trình là buổi sáng xuất sinh và buổi chiều sẽ đi gặp ban tổ chức và nhận xác heo mới. Lịch thi thì từ nay đến ngày 16 tháng 7, đêm ngày 16 tháng 7 sẽ chung kết.